回见哦。Hello everyone, welcome back to Long Wind Channel. Today is Saturday, and as scheduled, I'm coming back with a whole new episode in English. What I will be sharing with you today is my response to the question, is staying home a rewarding experience? As you know, locally and internationally, we have been seriously coping with the deadly pandemic of coronavirus, shortly known as COVID-19. Right now, the very first and foremost thing that every single one of us can do, I mean we have to do, is to stay safe by staying home. Only then we can quickly stop the virus from spreading further and to better protect ourselves and our community. And now let's get back to the question that I raised earlier. Can staying at home be a rewarding experience? My answer is yes, definitely yes, absolutely yes, 100% yes, if we know how to make the most of it. With that being said, I'm trying to make this video a very fun one, so I hope that you're gonna have something cool to see and to kind of have some motivation and inspiration to keep staying positive and enjoy your time while being at home. All right, so let's check it out. Hello everyone, here's me, Long from Long Wei Channel. Brand new experience created by Esso Travel. We are here in the Mekong Delta. Can you believe it? No, this is Ho Chi Minh City. This is Binh Quoi, Thanh Da Island. Hello everyone, it's Lam again, and I am now on another 3-day experience to the Mekong Delta, and here are my two super friendly guests from Perth City, Australia. Hi. We have Alan, and we have Mel. Hello. And of course Mr. Long. And at the moment we are now at Phang Thanh, best stop for our noodle soup and coffee. So good. So good, right? Yeah. You see here, we three order the same thing, which is Hủ Tiếu Nam Vang, the significant dish in the south of Vietnam. Now I have to focus on my work, which is refueling energy for the next 3 days. So we'll see you guys later. Bye. Bye. Bạn ơi đang kẹt xe cầu Rạch Miễu, không biết làm gì hết. I said we are now in the Jeffy Jam, so we don't know what to do. So we do some crazy dancing with music from France. Francais music. Music? Hey, right here guys, this is Long and my guest, Catherine Hong from Canada. Mr. Tom and two more guests behind us. Oh. What sort of music you like, Kathy? I like this song, and I like Long's karaoke. That's so sweet of you. You have right, okay. Well, and serving on the best for the last. Here, the place where we make noodles. There are so different ways to call the noodle, to name the noodles. We call it bánh hỏi in Vietnamese, mặt giỏng as well, right? Bánh hỏi mặt giỏng. So it can literally translate it as hammock pattern, like the pattern of hammock, or hammock shaped noodles. Sao nghe thú vị hả? Can be any form. Whatever, noodles. That's correct. Well, I mean, interestingly, we call it bánh hỏi, very special tea served in engagement ceremony. So hỏi mean you go to the girl's family with your parents and asking the other family for the permission to hang out with your girlfriend. Sooner or later, you become couple. Or not, I don't know. Yeah, so this kind of cake can be found, you know, mostly in certain ceremony, right? So that's why they call it bánh hỏi. Bánh hỏi can be also found in Ho Chi Minh City, but for the patent, this one is unique that you cannot find elsewhere, even here in Cần Thơ, let alone Ho Chi Minh City, right? We normally combine with pork, like grilled pork, and right here she also have a very special like pork roll, grilled. Okay, very good kind of sound, right? Okay. Okay, one, two, three. Faster,
faster. Oh, look, Jenny, come on. Then you're cheating. Oh my God, oh my God, oh my God. Two beautiful guests from Australia, right? And they really surprised me by their Vietnamese as well. So I taught them a few words and a few expressions, and they did really well. So now let's see how they practice. Okay. Xin chào. Xin chào. Okay. Xin chào. Xin chào. Bạn khỏe không? Oh, very good. Tôi khỏe. And now one more thing. M-U-N. That's really good, girls. But the people in the countryside, because they don't have AC, so they would put it onto the surface of the wooden bed or bamboo bed, and we can sleep. Yeah. Nowadays, we can make it easily with a machine, but nothing can compare with like handmade things. So this is much nicer and lasts longer. In the old days, when it comes to something nice as a gift for a couple, like new wed couple, giving a pair of sleeping mask and a pair of pillows is the right thing to bring to the couple. Thanks, Kana. Yeah. You like a pair? I'm gonna send it to Hawaii for you. All right. So let's have a seat, and then we're gonna enjoy some fruit. Oh, look. Awesome. Still handsome, huh? Okay. Okay. One piece of cucumber. Yeah. One. We call this one like the raw fish leaf. Yeah. Yeah. It tastes a little bit like raw fish, but it's good when it's in combination. Yeah. Perilla. This is perilla. Okay. Oh, I know that I'm being videotaped, so I need to be more professional. You're amazing. And this, be yourself. A slight pineapple, maybe two. Okay, this is new to me. Yeah, I love all right. It. Also, vermicelli. Yeah. Rice vermicelli. Yeah. A little bit more. All right. Cucumber? No cucumber. Already? No. All not right. Already. How you do it? And then last but not least, of course. Yeah. Okay. This meat. Yeah. In the middle, maybe one more. I'm gonna love this one. Alright, so we start from putting it okay. up here. Yeah. All right. Okay. And then you fold on the both sides. Okay. And then on the way. Yeah. Up to the top. Amazing. You're a professional. Thank you. Monsieur. Yeah. Hi, guys. I'm making a very interesting video today, right? This is the very first video that I make it in English, so I'm a little bit nervous, but I think I have done a very good job. So the video will be uploaded on YouTube tomorrow night, so watch it and give me some comments and feedback about it. Thanks so much. Các bạn thân mến, rửa chén là một nghệ thuật và người rửa chén cũng là một người nghệ sĩ. Có nhiều người nói rằng nó là con trai đừng có vô vò bếp nấu nướng hay là rửa chén. Không nghĩ tại sao không? Trong khi mình đang nói về sự bình quyền của nam giới và nữ giới đúng không? Và mình san sẻ công việc cho phụ nữ thì tại sao các bạn không vào trong bếp mà rửa chén? Rất còn phải lên làm ha. Trong khi mẹ đi vắng thì Long ở nhà rửa chén cho mẹ. Rửa chén cũng sẽ là thú vị nếu bạn thích cái việc đó. Nè, chẳng hạn ha. Rửa chén á, mình kỹ cái chén nó cũng giống như là con người vậy đó. Bạn rửa nó sạch sẽ thì tới hồi mình ăn cơm nó ngon miệng hơn. Người ta nói rằng nhà sạch thì mát mà bát sạch ngon cơm. Đó, cái chén nó phải sạch nè. Bạn rửa nè, rửa từ trong. Đó. Vòng ngoài luôn, cái viền chén luôn. Đó. Bên hông thành chén và ít chén để đũa ha. Nếu mà kỹ á, bạn nên rửa từng đôi hoặc từng chiếc, chứ đừng có gom một nắm thì nó sẽ không sạch nha. Đây, đầu đũa là cái nơi dơ nhất, là nơi mình bỏ vô miệng mình ăn rồi nè. Đó. Cho sạch. Đó. Thân đũa đó, rồi đuôi đũa đó, đủ hết đó, thấy không? Thì rửa sạch chưa đó. Rồi bây giờ gom bốn chiếc lại với nhau đó, mình rửa vậy nè. Rồi chưa hết, bạn dùng hai bàn tay mình chà đó, mình chà đầu đũa cho sạch đó, đuôi đũa đó, muỗng đó. Và bạn nhớ nha, muỗng nó có những cái rãnh nhỏ nhỏ này nè,
Đó, nó có những cái rãnh nhỏ như thế này nè. Bạn phải rửa kỹ nữa. Có nhiều cái nó hẹp hơn. Bạn phải vừa rửa kỹ, nếu không thức ăn rồi nó dính ngoài nè. Đó, bây giờ tráng. Đầu tiên nè, bạn phải rửa sạch cái đồ bùi nhùi này đi. Khi mình không xài nữa thì mình phải xả hết cái nước xà bông này. Có nhiều người ẩu lắm, bỏ vô trong cái ống đựng. Và khi mà nó còn nhớt nhau như vậy hả, vi khuẩn rất là nhiều đó. Bạn phải vắt cho khô. Rồi, bỏ trở lại. Đó. Rồi bây giờ dĩa. Đó. Bạn kỳ nha. Bạn phải kỳ cái dĩa làm sao cho nó nghe trích 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 trích. Đó, thì lúc đó nó mới sạch nè. Nghe nè. Thấy chưa? Đó, vậy nó mới sạch đó. Đó, bạn kỳ đó. Bạn kỳ nó. Rồi đó, dốc nước cho sạch. Đó, ráo nước đẩy lên đây. Rồi, đũa nè. Đó, chà một lần nữa. Đó, dốc nước nè. Đúng ra trời nắng, mình phải đem những cái đôi đũa này ra ngoài nắng mình phơi ha, thì nó mới sạch sẽ, nó mới ráo nước được ha. Đó, và khi nhớ nè, và nhớ nè, khi bạn bỏ đũa vào trong ống đũa thì luôn luôn đưa đầu đũa, cái đầu mình ăn á, đưa lên trên. Tại vì cái đáy ống đũa này nó rất là dơ, có nhiều người cắm xuống như vậy luôn. Thì cái việc mình rửa nó không có ý nghĩa gì nữa, đúng không? Đó, đưa vào đây. Đó, rất là kỹ càng các bạn thấy không? Cái hộp đũa nhà Long rất là rõ ràng ha. Đũa ra đũa, muỗng ra muỗng ở đây, chứ mình không bỏ lộn xộn như vậy nó sẽ rất là khó lấy, mà nhìn nó cũng không đẹp nữa. Đó, đấy, Long vừa giới thiệu cho các bạn về quy trình rửa chén đúng chuẩn. Đấy, như vậy bạn có thể thấy rằng rửa chén cũng là một niềm vui, đúng không ạ? Doing chores is fun, trust me. If you haven't ever done it, do it, you will like it. Okay guys, first of all, I want you to look at this. You see the whole thing? Mm-hmm. Alright. You see, ăn Tết văn minh, làm ơn không hỏi bao giờ lấy chồng hoặc là lấy vợ. So that means you enjoy Tết in a very civilized way. That means you should not ever ask people when they get married. You remember? Okay? Alright. No asking this, okay? Alright, that's it for my video today. Thank you so much for watching and I hope you enjoy it. And if you liked it, please continue supporting me by hitting the like, share and subscribe button. And don't forget to ring the bell to get notified with my upcoming videos. And most importantly, stay safe, stay happy and stay home. Bye bye.